Hello, xin chào các bạn nha. Video ngày hôm nay cô cháu mình sẽ làm một cái thử thách, đó là thử thách làm tivi. Và đây ha, cô sẽ trong vai là người điều khiển tivi với một cái remote máy tính. Wow. Tôi đã cầm remote trên tay, tôi bấm kênh ca nhạc. Kênh ca nhạc thiếu nhi này cũng được ha, nhưng bây giờ tôi không muốn coi thiếu nhi nữa, tôi muốn coi kênh Doraemon. Bấm trời ơi, Nobita Doraemon nói chuyện kỳ quá, cái giọng nhảm nhẹt là đúng không? Không có được, vậy thôi giờ tôi bấm qua kênh động vật, bấm qua kênh con bướm. Bướm, ồ bướm nó đứng im vậy ta, bướm nó bay bay chứ. Đó. Rồi tôi muốn coi con voi. Ồ con voi kìa, có hai cái lỗ tai màu đen kìa, nhưng mà con voi nó phun nước được. Rồi tiếp theo, rồi tôi muốn coi kênh là Béo Chibi bán hàng. Bạn muốn mua lên Úc TV bạn xem nha. Ở đây nó có một cái xì hầu xì lam. Ồ Đây là quả đó, đây là Béo Chibi đang quảng cáo bán hàng nè các bạn. Đây Ok. là quả đào. Rồi. Đây là quả cà tím. Trời, giống dạy quả quá các bạn. Rồi thôi không coi Béo Chibi nữa. Bây giờ tôi muốn coi kênh học sinh. Dạ hư cơ. Lá nhi. Nghiêm. Giống em dạy cao cơ ạ. Rồi. Bây giờ tôi muốn coi kênh kênh gì nữa ta, kênh nhảy. Coi nhảy đi. Đó, nhảy tăng 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 tăng. Ôi, nhảy đi đâu mất tiêu luôn rồi. Bùm 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 bùm. Rồi tan 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 tan. Rồi quay trở lại kênh đọc thơ. Hôm nay mình sẽ đọc thơ cho mẹ để xem. Bài thơ cây dây leo. Cây dây leo bé tí teo. Ở trong nhà lại bò ra. Trời ơi, rồi bây giờ tôi muốn coi kênh tiếng Anh đi, cho để cho Khánh An học tiếng Anh là bấm kênh tiếng Anh. What's your name? My name is Khánh Quỳnh. Where from Việt Nam? Đây là người nước ngoài đó các bạn. Rồi thôi bây giờ chán rồi, bây giờ kênh này nhỏ quá, cho người nhỏ xuống. Bây giờ kênh Khánh An bắt đầu lên. Nè, đây là TV Khánh An. Cho tôi coi đọc thơ Việt. Đọc thơ. Cáo và trống nét trong mắt vẻo trên cành, anh chàng gà trống tinh nhanh lỗi đời. Ra đó bấm bài khác không thuộc hơn. Cho tôi coi phim Doraemon. Doraemon. Doraemon, Nobita Suken, Doraemon, em sẽ cô. Thằng yêu Suka hay hoa hồng tặng cho trái em, bằng lòng để Nobita làm chồng thì một năm sau Nobita chào đón. Hay quá. Nè bấm lên đây nè, bấm lên cái đây nè, bấm lên điện thoại nè. Cho tôi xem nhảy. Rồi coi tăng, nhảy. Tăng, tăng. Nhảy coi nhảy trong đó luôn, 2 3 nhảy. Đó muốn rồi nụ. Kêu nhảy mà múa luôn hay quá. Cho đời chết sống với chân lòng thiết tha. Rồi cái này đọc thơ nói cái gì nhảy mà đọc thơ. Đâu hát mà. Rồi cho tôi coi video. Trời ơi, coi làm
game kìa. Bây giờ làm sao làm game, đó là game nữa. Rồi vậy tới kênh gì bấm nhanh lên nè. Tôi muốn coi bé Út TV Channel. Rồi bé Út TV Channel. Ở shop bé Út TV móc khóa nước đó các bạn ơi. Các bạn muốn mua shop bé Út TV mua nha. Rồi. Rồi bấm. Nhiều đồ nữa chứ. Bé Út TV vậy có gì về đồ mà. Xì lam cà tím. Nhiều đó xì lam gì nữa? Có bánh xì lam con thỏ. Xì lam gì nữa? Có lốt xét tự khô. Xì lam gì nữa? Video xì lam chứ phải video lá xe. Có bán mấy cái móc khóa. Móc khóa đèn nữa kìa. Có bán cái ngủ bịt mắt. Rồi vậy là coi bếp TV được chưa? Bây giờ chuyển kênh được chưa? Chuyển kênh. Hả? Nobita là Doraemon. Mới hát xong nè. Vâng. Rồi thôi bây giờ tôi bấm nha, bây giờ tới tôi bấm trở lại luôn, tôi sẽ điều khiển hai người một lượt luôn. Bây giờ diễn kịch, bây giờ diễn kịch là làm chị, làm em mà ăn hiếp chị nha, làm em ăn hiếp chị khóc nha. Bắt đầu bấm. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ăn hiếp là sao? Ăn hiếp là sao? Đó, la chị làm gì cũng la hết vậy, chị làm gì thử coi. Rồi thôi kênh này không có hay gì hết, là bấm kênh hát. Ôi hẹn cây xanh thân dưới mái trường mến yêu. Có là chim đang hót âm thầm cười như nói. Thì hạnh phúc của em và cho đời thêm sức sống. Rồi ngưng, đứng im. Đó, giờ kênh tập thể dục nha. 1 2 3 4. Rồi tập gì mà kỳ cục quá, tập lại nè, kênh tập thể dục này bấm lại nè. 1 2. Trời ơi, hai đứa tập hai kiểu thôi. Bấm qua kênh này luôn. Bây giờ tới kênh nhảy nha. Bắt đầu tôi sẽ kênh múa đi. Giờ tôi bấm bài kìa con bướm vàng rồi múa nha. 2 3. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xe đôi cánh, xe đôi cánh. Bướm bướm trời ơi. Rồi bây giờ tới kênh nè, học sinh nè nha, học sinh nè. 2 3 bấm. Giống em chào. Ủa, chưa học sinh nghiêm. Học sinh nghiêm. Giống em kính chào cô. Ủa rồi hai đứa này nào, lớp trưởng nào, học sinh nào, cô nào, học sinh ta. Ôi tivi mà biết trả lời không biết luôn, ghê vậy trời ơi. Rồi như vậy là phần thi làm tivi đến đây là kết thúc rồi nha bạn. Các bạn thích phần tivi nào nè? Thích tivi Na hay là thích tivi Khánh An hay là thích hai cái tivi này chung luôn thì nhớ comment ở phía dưới nha. Và video thì kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại video sau. Làm trái tim thôi nào, nè vô đó, thấp xuống. Ba trái tim tivi nha. Rồi các bạn nhớ bấm like và comment coi là thích đội nào ha.